trong nước, giá sầu riêng lao dốc, nguy cơ cung vượt cầu. Tại Cà Mau, điều tra khẩn vụ người phụ nữ bị sát hại khi đi mời đám cưới. Sạt lở công trình đường hầm ở Hải Phòng khiến 3 người thương vong. Bắt đại ca khét tiếng ở chợ đêm Đà Lạt. Ô tô của gia đình phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạt sơn. Nhà trường nói gì khi cho học sinh nghỉ trước lễ để giáo viên đi biển? Mở đầu bản tin trưa ngày hôm nay là các thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, bước sang tháng 5 này thì nhiều chính sách mới về quản lý sử dụng đất đai, thu hồi SIM không chuẩn hóa thông tin sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể, đối với việc sử dụng thuê bao di động, theo quy định từ sau ngày 15 tháng 5, các thuê bao có thông tin không trùng khớp đã bị khóa 2 chiều sẽ bị thu hồi. Ở lĩnh vực đất đai, Nghị định 10 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 quy định một số thay đổi liên quan đến việc cấp sổ đỏ và nhiều quy định khác liên quan đến quyền sử dụng đất như là cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ đáp ứng đủ điều kiện. Trong khi đó, thì Thông tư số 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định về vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm bút viết, bút chì, con ba, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi, không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlas Địa lý Việt Nam. Và cũng từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thì thí sinh sẽ không được mang theo các máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi dù không có chức năng truyền nhận thông tin tín hiệu. Liên tiếp sụt giảm, giá sầu riêng tại các nhà vườn miền Tây hiện chỉ còn khoảng 50 đến 55.000 đồng trên 1 kg. So với thời điểm đầu tháng 4 thì đã giảm 30 đến 40%. Theo các thương lái thì nguyên nhân khiến cho giá sầu riêng giảm sâu là do phía Trung Quốc không còn mua ồ ạt như trước đó trong bối cảnh là Thái Lan, Philippines cũng đang vào vụ sầu riêng. Thương lái Trung Quốc đang cân nhắc nhiều hơn trong hoạt động nhập khẩu sầu riêng để có mức giá hợp lý. Có thể thấy sầu riêng mặc dù mang lại lợi nhuận cao nhưng việc ồ ạt mở rộng diện tích đang tiềm ẩn những hệ lụy khó lường. Do đó mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân cần tiếp tục cải thiện quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng, mẫu mã, giữ được sản lượng ổn định nhằm đảm bảo xuất khẩu quanh năm thay vì đổ xô mở rộng diện tích. Trong khi đó, sau đà giảm mạnh trong tháng 4 thì giá ga trong nước đã tăng nhẹ trong tháng 5 này. Cụ thể, theo thông báo điều chỉnh của các doanh nghiệp kinh doanh ga, thì từ ngày hôm nay 1 tháng 5, mỗi bình ga loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng nhẹ khoảng 2.000 đồng, có giá tối đa là 420.000 đồng trên một bình. Loại 45 kg tăng hơn 7.000 đồng trên một bình, có giá là 1.575.000. Như vậy thì giá nhiên liệu này đang ở mức tương đương tháng 10 năm 2022. Theo đó, đà tăng của giá ga trong nước lần này là do giá ga của thế giới tháng 5 tăng 5 đô la Mỹ trên 1 tấn so với tháng 4. Ở mức 555 đô la Mỹ trên 1 tấn. Hiện nguồn ga trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá ga bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới. Chuyển sang các thông tin về an ninh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Cà Mau thông tin đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Theo thông tin ban đầu, thì vào khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 4, bà Quy, 45 tuổi, sau khi dự tiệc đám rỗ nhà hàng xóm thì di chuyển đi mời đám cưới. Sau đó nhiều giờ thì người nhà không thấy bà Quy về thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ báo rằng đã giết chết bà Quy để cướp vàng trên người, sau đó vứt xác vào bãi sậy. Ngay sau đó gia đình đã đến nơi chỉ dẫn và phát hiện thi thể của bà Quy trong bãi sậy. Trên người không còn trang sức nên đã lập tức trình báo công an. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ. Mới đây, Quân khu 3 của Bộ Quốc phòng đã thông tin về vụ việc mất an toàn lao động tại công trình đường hầm Sở Chỉ huy, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Vụ việc trên khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 4, tại đây đã tổ chức tổng vệ sinh doanh trại và công trường. Thời điểm đó, 1 thiếu úy là chỉ huy trưởng công trường đã triển khai cho 5 đồng chí vệ sinh tại cửa B. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, trời đổ mưa kèm theo sấm sét dẫn đến sạt lở đất đá rơi trúng người của 1 thiếu tá và 2 binh nhất, làm cả 3 bị thương. Dù được đơn vị nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, nhưng đáng tiếc đến ngày 30 tháng 4 có 1 binh nhất không qua khỏi. Thưa quý vị, đối tượng Hồ Quốc Khánh, 23 tuổi, còn được biết đến với biệt danh là Tèo Chùa, là một đại ca khét tiếng ở khu vực chợ đêm của Đà Lạt, đã vừa bị cơ quan công an thành phố Đà Lạt bắt giữ để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, vào giữa tháng 4 năm 2023, Hồ Quốc Khánh xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên. Sau đó, đối tượng đã chém nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định, nạn nhân bị liệt nửa người, tỷ lệ thương tật là 62%. Không chỉ vụ án trên, Tèo Chùa còn bị tố cáo nhiều lần hành hung học sinh trên địa bàn thành phố Đà Lạt rồi quay clip tung lên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều phụ huynh và học sinh. Hiện thì công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm khác của Tèo Chùa và nhóm đàn em. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo và tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để làm rõ vụ việc chiếc ô tô của gia đình một nam phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạt sơn ngay tại nhà ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin từ nam phóng viên, anh và gia đình đều không có mâu thuẫn với ai. Trong khi đó, thời gian trở lại đây thì nam phóng viên có viết một số bài liên quan đến khai thác cát làm sạt lở bờ sông ở huyện Krông Nô, Đắk Nông, thu hồi nhiều nhà ở xã hội bán cho quan chức tại Đắk Nông, việc xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép ở thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện thì cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc trên để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết một đoàn tàu của tuyến Metro số 1 đặt tại Depot Long Bình đã bị vẽ bậy trên thân tàu. Nhà thầu đã báo cáo vụ việc cho các bên có liên quan trước khi tiến hành biện pháp tẩy xóa. Đây là lần thứ hai mà Metro bị vẽ bậy sau lần hồi tháng 6 năm ngoái, cũng tại Depot Long Bình. Đến nay thì chưa tìm ra được thủ phạm. Được biết, tình trạng vẽ bậy xâm phạm các công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều thời gian gần đây. Việc này được cho là ăn theo phong trào graffiti, vốn là một bộ môn nghệ thuật đường phố phổ biến trên thế giới. Ngoài tàu Metro số 1 bị bôi bẩn thì tháng 7 năm ngoái, cầu Ba Son Thủ Thiêm 2 bị sơn nhiều hình thù nham nhở. Cơ quan chức năng sau đó phải dùng nhiều loại dung môi mới có thể xóa sạch được. Thưa quý vị, trước phản ánh của phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Cung thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc nhà trường cho học sinh nghỉ lễ sớm vào ngày 28 tháng 4 và sau đó học bù vào ngày 2 tháng 5 để tổ chức cho giáo viên đi biển, hiệu trưởng của nhà trường là ông Vương Hưng Tĩnh đã lên tiếng giải thích việc cho học sinh nghỉ học trước lễ là có sự thống nhất của công đoàn nhà trường. Do dịp lễ đi chơi sẽ đông người nên trường cho giáo viên đi trước. Tuy nhiên, khi được hỏi nhà trường có xin phép và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý chưa, thì vị này không đưa ra được câu trả lời. Theo đó, trao đổi với báo chí, thì lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tiếp nhận thông tin sự việc và yêu cầu lãnh đạo của trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Cung báo cáo sự việc cụ thể để có cơ sở xử lý, chấn chỉnh đối với việc làm tùy tiện này. Thưa quý vị, trong các dịp nghỉ lễ thì thông thường nhiều bạn trẻ sẽ chọn lựa là đi phượt bằng xe máy. Tuy nhiên, ngoài việc lưu ý về thời tiết thì việc lái xe an toàn cũng phải được hết sức chú ý. Khi mới đây thì một đoạn clip ghi lại cảnh trượt ngã của một nhóm thanh niên đang đổ đèo cho thấy nguyên nhân do cả thời tiết xấu và thiếu kinh nghiệm chạy xe. Cụ thể, đoạn clip ghi lại từ camera hành trình trên chiếc ô tô đi phía sau đoàn phượt cho thấy là 7 chiếc xe máy đã bị trượt ngã trên đường đèo thuộc quốc lộ 6 hướng đi Hà Nội - Sơn La. Bên cạnh yếu tố đường trơn do trời mưa thì có thể xuất phát từ việc đoàn xe đã bám khá sát một chiếc ô tô con đi phía trước. Khi chiếc ô tô trên gặp chướng ngại vật thắng gấp thì đã khiến cho cả đoàn xe máy cùng giật mình, bóc phanh gấp dẫn đến đồng thời là cùng ngã. Theo đó, các chuyên gia lưu ý khi lưu thông trên đường, đặc biệt là các đoạn đường đèo dốc thì việc bám sát phương tiện phía trước là điều tối kỵ, bất kể người lái ô tô hay là xe máy. Khi bám quá sát thì người lái xe sẽ không thể áp dụng nguyên tắc xử lý an toàn 3 giây. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.